Theo cơ quan công an, hoạt động trao đổi mua bán vũ khí trên mạng xã hội diễn ra công khai. Nếu các loại vũ khí này rơi vào tay những đối tượng bất hảo thì hậu quả thật khó lường. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra vụ án tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và bắt giữ đối tượng Dương Thành Đông, 28 tuổi, trú quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 3 năm 2024, sau khi được Lê Thanh Xuyên, 34 tuổi, trú thành phố Long Xuyên, nhờ mua một khẩu súng rulo, Dương Thành Đông lên mạng tìm kiếm đặt mua một khẩu súng rulo giá 4 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền thanh toán, 3 ngày sau, Đông nhận được khẩu súng cùng đạn đem về nhà cất giấu. Chiều cùng ngày, Đông đem khẩu súng đến nhà giao cho Xuyên và nhận lại số tiền mua súng. Ngày 2 tháng 6 năm 2024, trong lúc Xuyên bán ma túy thì bị công an thành phố Long Xuyên bắt quả tang. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Xuyên, phát hiện thu giữ khẩu súng rulo cùng 7 viên đạn và 3 vỏ đạn. Ngày 27 tháng 8 vừa qua, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Xuyên về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Điều tra mở rộng vụ án, ngày 12 tháng 10, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiến hành bắt giữ kẻ mua súng cho Xuyên là Dương Thành Đông.